Thực hư tin nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh nhận thù lao 3 tỷ một đêm diễn. Một sao nữ thị phạm ca hát, netizen bất ngờ gọi tên Trấn Thành. Phương Nhi dẫn đầu bình chọn khu vực châu Á, cơ hội giành vương miện rộng mở. Hé lộ tình trạng sức khỏe hiện tại của Carrick. Đan Trường không muốn con trai nối nghiệp, lý do là gì? Trần Trích Viễn gặp biến, fan lập tức làm một điều. Phạm Băng Băng xuất hiện rạng rỡ ở liên hoan phim Busan. Thảo Nhi xin chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với giải trí Ibis, nơi cập nhật những tin tức nóng và nhanh nhất mỗi ngày. Ngay bây giờ, mời mọi người hãy vào từng nội dung chi tiết của chương trình nha. Thực hư tin nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh nhận thù lao 3 tỷ một đêm diễn. Trên một diễn đàn giải trí mới đây, bất ngờ chia sẻ hình ảnh của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đính kèm lời chú thích được cho là phát ngôn của nam danh hài rằng cát xê của tôi trong một đêm diễn trên dưới phải cỡ 3 tỷ, đó là chuyện bình thường. Khỏi phải nói, công chúng đã xôn xao thế nào trước thông tin này. Từ trước đến nay thì nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh được biết đến với danh xưng là vua hài miền Nam. Ngoài diễn hài, Sáu Bảnh còn ngồi ghế giám khảo các chương trình thực tế ăn khách. Những phim điện ảnh anh tham gia cũng có doanh thu cao ngất ngưỡng, nên điều này cũng khiến nhiều người tin tưởng. Tuy nhiên, với những ai có ấn tượng không tốt với ông Sáu Bảnh từ ồn ào kia, ắt hẳn đã có những lời nói không hay, thậm chí là chỉ trích nam danh hài. Không để sự việc đi quá xa, đại diện của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đã có phản hồi với truyền thông về vấn đề này. Hoài Linh chưa bao giờ phát ngôn như vậy. Đây là thông tin bịa đặt của kẻ xấu nhằm câu like. Trên mạng giờ rất nhiều tin đồn về Hoài Linh. Hiện anh Linh ít chạy show, thậm chí có nhiều chương trình anh Linh còn hát, diễn hỗ trợ, nên thông tin trên hoàn toàn không có cơ sở. Trước đó, chính xác là vào năm 2020, nghệ sĩ Hoài Linh cũng đã thổ lộ việc nhiều năm qua anh hạn chế xuất hiện trên sóng truyền hình, nhưng vẫn chạy show hội chợ ở các tỉnh vì cảm nhận được niềm vui. Về cách xê, nam danh hài cho biết chuyện tiền bạc với anh rất rõ ràng, nhưng không quá quan trọng. Nhất là với đồng nghiệp, Hoài Linh không bao giờ trả lời câu hỏi về giá cách xê. Anh em nghệ sĩ với nhau, hiểu tính nhau là được. Alo một cái là xong. Chứ ai hỏi cách xê, tôi không bao giờ trả lời. Thân thiết với nhau, tôi qua chơi cho vui, giúp nhau thôi. Tôi cần lấy cái phong bao đỏ lấy lộc bên trong để một tờ cũng được. Như vậy có thể thấy thông tin giá cát xê 3 tỷ kia của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh hoàn toàn là tin đồn thất thiệt thôi nè. Một sao nữ thị phạm ca hát, netizen bất ngờ gọi tên Trấn Thành. Quý vị thân mến, cõi mạng Việt Nam mới đây đã không khỏi rần rần trước clip thị phạm của nữ ca sĩ Trung Quốc Thiêm Nhi Bối. Cụ thể trong một cuộc thi ca hát, Thiêm Nhi Bối đã thị phạm cho nam thí sinh nghe ca khúc Thần Thoại, bản nhạc phim kinh điển của làng giải trí Hoa ngữ. Đáng nói, bên cạnh các ý kiến khen ngợi giọng hát tuyệt vời của Thiêm Nhi Bối, nhiều người đã gọi tên của Trấn Thành. Tuy nhiên, không phải là lời khen lợi mà là như một cách mỉa mai sao nam về chủ đề thị phạm. Cụ thể thì cách đây khá lâu, Trấn Thành đã thị phạm giọng hát cho một thí sinh tại chương trình âm nhạc và thời gian qua, nó bỗng dưng nhận được sự chú ý trở lại từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, không có quá nhiều lời khen, mà thay vào đó, dân tình cho rằng Trấn Thành đã quá ra vẻ khi bản thân không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp. Trước những ý kiến trái chiều về giọng hát, Trấn Thành cho biết bản thân không phải là người hát hay, nhưng anh đủ khả năng cảm thụ âm nhạc. Đó cũng là lý do một số chương trình về âm nhạc mời anh ngồi ghế giám khảo. Phương Nhi dẫn đầu bình chọn khu vực châu Á, cơ hội giành vương miện rộng mở. Một trong những cuộc thi sắc đẹp đang được công chúng quan tâm đó chính là Hoa hậu quốc tế Miss International 2023 và đại diện Việt Nam không ai khác chính là Phương Nhi. Theo quy định của ban tổ chức Hoa hậu quốc tế, người dẫn đầu phần thi bình chọn thí sinh được yêu thích nhất có cơ hội lọt thẳng vào top 15 chung cuộc. Thời gian bình chọn bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 đến chung kết Hoa hậu quốc tế 2023 diễn ra vào ngày 26 tháng 10. Tính tới thời điểm hiện tại, những gương mặt dẫn đầu bình chọn thí sinh được yêu thích nhất tại cuộc thi năm nay đã xuất hiện. Trong nhóm thí sinh đến từ châu Á, Phương Nhi, đại diện Việt Nam, đang dẫn đầu số phiếu bình chọn, xếp trên cả đại diện của Ấn Độ và Bangladesh đó nha. Nếu giữ vững phong độ này, chắc chắn là cô nàng sẽ làm nên chuyện ở Miss International 2023 luôn nè. Điều này lại càng có cơ sở khi trên một số diễn đàn sắc đẹp, nhan sắc ngọt ngào và trong trẻo của Phương Nhi được khen ngợi, đánh giá phù hợp với tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu quốc tế. Chưa hết đâu nha, Phương Nhi cũng đang là thí sinh Hoa hậu quốc tế 2023 có lượng người theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội Instagram với hơn 567.000 lượt người đăng ký theo dõi. Nào, hãy cùng ra lời dự đoán thứ hạng của người đẹp Việt với Ibis nha!
hé lộ tình trạng sức khỏe hiện tại của Carrick. Như Ibis đã đưa tin trước đó, vào đêm chung kết rap Việt mùa thứ 3, nam rapper Carrick đã lộ rõ dấu hiệu sức khỏe đi xuống, anh bị sốt và thậm chí bị đau mắt. Vì vậy, mọi sự tương tác của chàng rapper đều bị hạn chế ở đêm thi quan trọng này. Mọi chuyện lại càng thêm mập mờ khi đại diện Carrick cho biết anh gặp vấn đề về sức khỏe nhưng không nói rõ là vấn đề gì. Cho đến mới đây, Carrick đã bất ngờ quay trở lại với đường đua âm nhạc bằng MV Bạn Đời. Bạn Đời là bài hát đúc kết từ những chiêm nghiệm, suy nghĩ của bản thân Carrick về tri kỷ, quá trình trưởng thành, chấp nhận những mất mát của việc chia ly. Có thể thấy hình ảnh mới của Carrick so với thời điểm gặp vấn đề sức khỏe đã tươi tắn hơn nhiều. Từ đây, nhiều người cho rằng chàng rapper đã ổn định trở lại. Netizen, đặc biệt là các fan của Carrick cũng đã bày tỏ mong muốn anh chàng sẽ giữ sức khỏe và tinh thần ổn định, từ đó trở lại mạnh mẽ hơn với nghệ thuật. Còn bạn, bạn nghĩ sao về hình ảnh mới nhất này của Carrick? Đan Trường không muốn con trai nối nghiệp, lý do là gì? Nhắc đến những nhóc tì nhận được nhiều tình cảm từ cha mẹ dù họ không còn bên nhau, không thể bỏ qua bé Mathis Thiên Từ, con trai của nam ca sĩ Đan Trường và nữ doanh nhân Thủy Tiên. Hiện tại, bé Thiên Từ đang ở Mỹ cùng mẹ. Tuy nhiên, nam ca sĩ Đan Trường vẫn luôn đồng hành, sát cánh cùng hai mẹ con. Anh và con trai cũng thường xuyên gặp nhau nữa nè. Mới đây, trong một talk show, Đan Trường bất ngờ tiết lộ chuyện không muốn con trai theo đuổi nghệ thuật như mình. Tôi không muốn con tôi theo nghệ thuật, bởi thời xưa tôi xuất thân trong gia đình lao động, nên không có sự lựa chọn nào khác. Sự nghiệp may mắn tới với tôi khi mà tôi chỉ đi hát một năm thôi là đã nổi tiếng. May mắn quá nên tôi phải biết giữ. Được biết ở hiện tại, Đan Trường cho biết anh đủ điều kiện vật chất để lo cho nhóc tì. Thế nên anh muốn con trai học giỏi và theo đuổi con đường doanh nhân. Tôi không muốn con ngày đây mai đó như mình, như là cánh chim không mỏi cứ bay đi liên tục. Tôi thấy sống như vậy không giữ được tình yêu. Nếu quen người đó thì người đó phải theo mình liên tục, vậy mới giữ được. Mặc dù mong muốn như vậy, thế nhưng giọng ca 8X cho biết vẫn sẽ tôn trọng quyết định của con. Nghĩ gì thì nghĩ như vậy thôi, nhưng tôi muốn con mình tự quyết định. Mình không thể nào sống theo cuộc đời của mình được. Mình cũng đã có cuộc đời riêng, thế nên cứ cho con lựa chọn. Bạn nghĩ sao trước những chia sẻ này của Đan Trường? Trần Trích Viễn gặp biến, fan lập tức làm một điều. Như Ibis đã chia sẻ trước đó, Cây ô liu màu trắng sẽ là tác phẩm tiếp theo có sự tham gia diễn xuất của Trần Trích Viễn, Lương Khiết. Mặc dù phim đã ghi hình được nửa tháng nay, nhưng công chúng vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật là Trần Trích Viễn thủ vai quân nhân Lý Toản. Lý do là vì ngoại hình thư sinh trắng trẻo của Trần Trích Viễn chưa đủ độ gai góc, trầm ổn giống như là hình tượng Lý Toản mà tác giả xây dựng trong nguyên tác. Từ đây, nhiều fan truyện đã bất chấp tất cả, một mực đòi đoàn làm phim tìm một nam diễn viên khác phù hợp hơn, cụ thể như Hoàng Cảnh Du hay Đậu Kiêu để thay thế Trần Trích Viễn. Phía Trần Trích Viễn và đoàn đã thỏa thuận và ký hợp đồng xong xuôi, phim đã quay được phân nửa. Ngay từ lúc nhận lời đóng Cây ô liu màu trắng, Trần Trích Viễn có thể cũng lường trước là netizen sẽ phản đối. Nhưng khi sự việc này thực sự diễn ra, chắc hẳn làm Trần Trích Viễn và bản thân những người hâm mộ anh ít nhiều bị tổn thương. Vì thần tượng của mình không được chào đón đúng không nào? Phạm Băng Băng xuất hiện rạng rỡ ở liên hoan phim Busan. Bị phong sát vì ồn ào trốn thuế. Tuy nhiên, Phạm Băng Băng chưa một lần đầu hàng số phận. Cô nàng luôn tự tìm cách tỏa sáng dù là phải ra tận nước ngoài. Mới đây, Phạm Băng Băng đã xuất hiện tại liên hoan phim Busan. Ngay lập tức, Phạm Băng Băng đã trở thành tâm điểm chú ý khi mặc chiếc đầm hiệu nằm trong bộ sưu tập mới nhất của nhà mốt. Nữ diễn viên sinh năm 1981 trông như nàng công chúa lộng lẫy khi xuất hiện trên thảm đỏ luôn nè. Đáng nói là khi các ngôi sao nước chủ nhà thường chọn trang phục tông màu trầm, mà chủ yếu là màu đen, thì Phạm Băng Băng lại làm nổi bật mình với chiếc đầm sặc sỡ, cổ khoét sâu. Qua đó, có thể thấy tầm nhìn xa trông rộng của mỹ nhân họ Phạm không phải dạng vừa đâu nha. Được biết Phạm Băng Băng đến Busan ngay sau khi tới liên hoan phim San Sebastian 2023 làm ban giám khảo và xuất hiện trong show Thời trang xuân 2024 của một hãng nổi tiếng. Bạn nghĩ sao trước hình ảnh mới nhất của Phạm Băng Băng? Hãy cùng chia sẻ quan điểm, cảm nhận của mình để Ibis được biết nha! Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại giải trí Ibis. Thảo Nhi xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!